Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong khối không khí lạnh với bản chất là rắc và khô. Đến tối và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh gió tây kết hợp với không khí lạnh, trời tiếp tục rắc đậm rắc hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ ở vùng đồng bằng, vùng núi và trung du 7 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Dự báo từ chiều tối sang đến ngày mai trở đi, miền Bắc do ảnh hưởng của rãnh gió tây kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh, với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Kèm theo đó là nguy cơ tình trạng mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ đều phổ biến từ 13 đến 16 độ. Xuống khu vực miền Trung, với tác động của khối không khí lạnh, dự báo trong đêm nay và ngày mai tại khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời khá rát buốt với mức nhiệt về đêm chỉ từ 12 cho tới 15 độ, còn ban ngày nhiệt độ không vượt quá ngưỡng từ 18 độ, trời rất đậm ở vùng núi có nơi rất hại. Khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào, cục bộ vẫn có những điểm có mưa vừa, mưa to và dông, với nhiệt độ trong ngày ở đây trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Còn khu vực Nam Trung Bộ từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, ngày hôm nay cũng như ngày mai vẫn có nắng nhưng cường độ nắng yếu hơn so với những ngày trước đó, với nhiệt độ trong ngày ở đây giảm sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Xuống khu vực phía Nam, khối không khí lạnh cũng sẽ khích toán xuống dần nơi đây, khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng yếu hơn. Vì thế, nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới cũng giảm nhẹ. Ở vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trong ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 35 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, khiến cho biển động. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam, nên ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.